nữ du học sinh Việt được dân mạng ví như đẹp như tranh vẽ. Liên hệ với nhân vật chính, Hoàng Hải Phụng, cô chia sẻ, hiện tại mình đang du học ở Anh, mình cũng rất bất ngờ khi được mọi người quan tâm nhiều đến như thế. Cuộc sống của mình không có quá nhiều sự thay đổi, mình đang cố gắng để hoàn thiện bản thân và trao đổi kiến thức. Hải Phụng theo học hướng dẫn viên du lịch, bởi với cô gái này, thì việc khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ sẽ giúp vốn sống của cô phong phú. Hơn nữa, cuộc sống thì luôn biến đổi không ngừng nghỉ, những gì chúng ta biết chỉ là hạt cát giữa lòng đại dương mà thôi. Hải Phụng thích được đặt chân đến những vùng đất mới, trải nghiệm nét văn hóa và tiếp xúc với mọi người, khi ấy cô cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa, hạnh phúc hơn. Hải Phụng quê ở Hải Phòng, trước khi sang Anh du học cô từng là sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống của du học sinh ban đầu có đôi chút khó khăn vì xa gia đình, đến một môi trường hoàn toàn khác biệt, thế nhưng Hải Phụng đã học cách thích nghi để hòa nhập và học tập thật tốt. Cô gái sinh năm 1999 tâm sự, mình nghĩ ai cũng phải đến lúc ra khỏi vòng bao bọc của gia đình thì mới có thể trưởng thành được. Sống xa nhà quen rồi nên giờ mình cảm thấy khi được về bên cạnh người thân thì mỗi thời khắc đều trở nên quý giá. Ở xứ người, cô gặp gỡ và quen biết được những người bạn luôn ở bên khi khó khăn, mệt mỏi. Trong tình bạn thì Phụng cần nhất sự chân thành, thẳng thắn và không ngần ngại giúp đỡ nhau để sống tốt hơn. Hải Phụng được cư dân mạng nhận xét là cô gái đẹp như tranh vẽ, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da mịn màng. Hải Phụng chú ý đến chế độ ăn cũng như sinh hoạt khoa học, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để cơ thể trở nên khỏe khoắn, dẻo dai. Tuệ Nhi, ảnh NVCC. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.